cưới. Thưa quý vị, đến hẹn rồi chúng ta lại gặp. Và hôm nay cũng tiếp tục lắng nghe câu chuyện tình yêu của các cặp đôi đến với chương trình. Em cứ nghĩ là ảnh bị cảm giác là sợ độ cao hay sao, tim đập quá trời. Nên anh sao vậy, kéo vô hôn một cái. Em tưởng đôi xỉu em, chút xíu em gọi xe cấp cứu đi chở đi bệnh viện. Đó, anh không muốn chia tay nữa, anh còn thương lắm, anh không muốn chia tay nữa. Em kêu hơi muộn rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi của ngày hôm nay quý vị nha. Xin mời. Rồi, bây giờ mời hai bạn giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quang Bảo, chào quý vị khán giả. Em tên Nguyễn Thị Nguyệt Như, năm nay 23 tuổi. Hiện em đang công tác ở Hội Người Mù, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Chào anh Quang Bảo, chị Cát Tường. Em là Châu Hoài Phong, hiện tại em đang ở tỉnh Tiền Giang, em chơi organ tự do. Cho chị hỏi là em có thấy được miếng nào không? Dạ, em thì không thấy gì hết. Năm 15 tuổi thì em mới bị mù. À, vậy còn em? Dạ em là bị bẩm sinh luôn ạ. Lúc mới sinh ra là không thấy luôn. Rồi lên năm 4 tuổi mổ rồi mới thấy được sơ sơ. À vậy hả? Rồi hai bạn gặp nhau khi nào, lúc nào? Em thì đi học ở trường khuyết tật ở trên quận 12 là năm 2012 luôn. Lúc đó em vô trước. Tháng 4 năm 2013 anh không mới vô. Trên trường có một tổ chức cái đội văn nghệ á. Đi diễn về thì có nghe mọi người kêu là có bạn mới, mình bạn trai. Bây giờ tới phòng nữ thì mấy chị cứ nhau nhau nói là ồ bạn trai này cũng được á, tuổi khỉ á nha. Mấy chị dành qua dành lại thì kêu không, mấy chị cứ dành đi, trước sau thì cũng về tay em thôi, mấy chị cứ dành thoải mái. Nghĩa là mình vui mình nói chơi chứ dạ, mình em chưa vui biết em nói chơi thôi. Đúng rồi. Tới chiều thì đi giặt đồ chung với một chị nữa, chị đó còn thấy mờ mờ, chị kêu thôi bé ơi chứ đừng có chịu anh này nha, anh này lãng tử lắm, công tử lắm, em về em lo không có được đâu. Em nói chơi thôi. Rồi đến lúc nào mới là gặp nhau là ấn tượng với nhau? Diễn chung á chị, xong rồi có những cái buổi sinh hoạt chung á, nói chuyện lần lần mới từ từ mới thấy cô này cũng... Lúc hai bạn gặp nhau, hai bạn nói cái gì với nhau? Thì đi học chung thì đọc bài với ảnh thôi, tại ảnh đi học sao á. Em đọc thôi, em đi về cũng không... Ừ thôi anh để anh đưa về dùm cho, cũng không có nói hết. Em thì không thấy, em tự đi về, còn anh cảm ơn rồi anh thì tự về phòng vậy thôi. Em tưởng tượng ra gương mặt bạn trai của mình, cái con người bạn trai mình như thế nào? Em thì thường sờ mặt bạn trai, gợi tay, thấy bạn trai mình cũng được chứ không nói nó đâu tệ. Trời ơi, đẹp trai chứ cũng vậy được. Mà không thấy khi nào khen em chứ anh chị? Không khen hả? Không. Vậy đến lúc nào là chính thức quen nhau, ai tỏ tình với ai? Dạ em, bữa đó em đi khám sức khỏe định kỳ ở trong bệnh viện á. Tối cái hôm đó là có nhắn tin rồi, em nói mé mé, em đâu dám nói thiệt đâu, sợ bị từ chối mất công mình quê. Xong bữa đó bác sĩ đang khám thì em đọc được tin nhắn, nói là bây giờ không nói nữa là mai mốt không hỏi nữa nha. Em sợ em mới nhắn tin. Xong đi ăn cơm, chút mở máy điện thoại ra thấy tin nhắn nè. Anh không có dối lòng mình nữa đâu, anh thương em rồi đó. Hai bạn đọc tin nhắn bằng cách nào? Dạ, điện thoại. Nó có bộ đọc dành cho người khiếm thị á. À. Rồi, vậy là đồng ý luôn. Bác sĩ vừa khám xong là em ra em gọi điện liền luôn á. Nhớ nụ hôn đầu tiên không? Là lúc đó sinh nhật của anh. Thì tụi em đi chơi ở Đầm Sen á, lòng vòng cũng không thấy thì cũng không được đi chơi nhiều thứ lắm. Thì anh kêu thôi bé ơi bây giờ mình đi lên trên cái vòng tròn bự thật bự đi. Lên đó em cứ nghĩ là ảnh bị cảm giác là sợ độ cao hay sao, tim đập quá trời. Nói anh sao vậy, kéo vô hôn một cái mình. Vậy là không phải là bị sợ độ cao mà tại hội họp mới bị tim mới đập nhiều. Là hôn luôn. Hôn trên gối xe gió chị. Hôn trên gối xe gió. Dạ. Cũng biết lựa chỗ đang ghê cao ha. Thì cao đang cho khỏi ai nhìn thấy à. Đi hai lần có xe gió đi xuống rồi đéo, hay là đi nữa đi rồi mua vé tại chỗ đi thêm chuyến thôi. Đi là chuyến sau cũng hung nữa là không? Chuyến sau hung đó, chủ yếu là đi lên hung chứ đâu phải mỗi chuyến tới nửa tiếng lần mua vé lên hung. Hai bạn quen vậy đã 4 năm rồi đó hả? Dạ gần 5 năm. Gần 5 năm rồi. Có cái nào kỷ niệm nào mà đáng nhớ nhất trong hai bạn á? Đáng vui buồn gì cũng được. Là cái bữa đó đi chơi mấy bạn trong nhóm, cái chị bạn thân của em thì tự nhiên đang ngồi với em, cái nhảy qua ngồi chung với bạn thân anh Phong. Cái em thấy anh này thì cũng thích chị đó, thấy anh hơi quê quê rồi đó. Hay Phong ơi, Phong, hai người đó ngồi chung rồi Phong qua ngồi cái em nè. Cái qua ngồi xong cái tới hồi đi về hai người kia tự nhiên nắm tay đi chung với nhau. Mình không thấy, mình đi từ từ, mình suy nghĩ bây giờ không nắm tay á thì không đi được, mà nắm tay thì quê quá, hơi quê quá.
không mấy anh nắm tay em đại đi chứ em anh mà không nắm tay là em đứng đây luôn á. Lúc đó là mới quen á chị, là nắm tay đầu tiên luôn á. Phong có câu chuyện gì vui buồn, cái chuyện dở khóc dở cười gì không, có chuyện gì mà nó hấp dẫn kể nghe chứ? Có một lần em ảnh hùng em mà em hùng là ngược ảnh, mới quen mà ảnh hẹn tối nay dắt bé đi uống nước chơi, mình rửa sạch xong hết rồi mình tình tang mình đi ra nước xong sau cái tấm tường á hù mình một cái sợ quá. Em ra, đứng em ra, hên là ảnh nhào là ảnh chụp. Rồi gục vô da em ru luôn chị. Em tưởng đôi xỉu em, chút xíu em gọi xe cấp cứu đi chở đi bệnh viện. Em cười. Quá. Em cười lên thì lúc đó mới biết là hù ta sợ, mình sợ ngược lại. Có gì bị hù lại rồi đúng không? Bị hù lại. Rồi hai bạn có biến cố gì trong 5 năm trời mình yêu nhau không? Có chia tay gì không? Có ghen tuông gì không? Ghen thì ghen tá lả luôn. Tới một lần chia tay là cũng hoành tráng, là hồi năm 2016. Hai đứa ở chung với nhau cứ quấn quýt nhau, có nhiều chuyện thì về cứ bày tỏ lẫn nhau. Bữa em phải đi về quê em đi làm á, hai đứa cứ xa mặt thì cách lòng mà chị. Nhắn tin thì cũng ít, gọi điện thì cũng ít. Cảm giác của em là y như là anh có một người khác vậy đó, gọi như chỉ còn cái nghĩa thôi, không còn cái tình nữa. Trong lúc yêu nhau thì có hứa là đi Đà Lạt chơi một chuyến. Em lên trên trường thì đi, ảnh đi ra ảnh đón em, nắm tay y như là dẫn người xa lại đó, người xa lại đó. Ngồi lại nói chuyện thì thôi bây giờ cứ như vậy hoài, mỗi lần về thì giận lên thì hoài, cứ lặp đi lặp lại vậy hoài thì cứ mình mệt mỏi rồi. Là mình đi chơi chuyến này về rồi bé sẽ không lên đây nữa, mình cũng không gặp nhau luôn. Luôn. Lúc đó em đang tự ái, em nói thôi bé muốn làm gì mới làm. Nhưng mà lúc đó tại sao, lý do gì mà em lơ là với cổ thôi mà chỉ còn cái nghĩa không còn cái tình? Dạ lúc đó chắc là do lúc trước là hai đứa ở bên nhau lúc nào cũng dính nhau chứ á. Tự nhiên về cái em thấy nó thiếu gì á, khó chịu. Cái nó sao sao chưa có quen cái chuyện ở xa đúng không? Đúng rồi, không quen chị ở xa cái này em nản. Nhưng mà em có lúc đó em có người khác không, có đối tượng khác không? Dạ không. Về tới thành phố thì ảnh đi làm liền, em nhà mình cũng nghĩ là còn bạn bè thôi, mình làm trái sinh tố cho ăn. Đi làm xong chạy xuống một cái em xô ra nó thôi ăn đi. Lúc đó em quên là chia tay rồi, quên là chia tay rồi, là đi chơi về là chia tay rồi đó. Dạ. Sáng em thi về Tiền Giang em đi học rồi, em ngủ trên phòng của ảnh, ngủ ở dưới phòng nữ thì mấy chị sẽ không đưa em ra ngoài xe được, phải nhờ ảnh đưa ra xe. Mệt quá rồi mình ngủ đâu nghĩ gì nữa đâu, mới đầu ngủ là tấn gối chính giữa mình nửa đêm rồi mới dục rồi. Ai dục? Ảnh dục. Dục qua bên. Bây giờ bé ơi, anh không muốn chia tay nữa, anh còn thương lắm, anh không muốn chia tay nữa. Anh kêu hơi muộn rồi. Đã có khi em đi xa, muộn màng xin câu thứ tha. Giờ về quê đi, cứ lặp đi lặp lại gì chịu gì nổi. Rồi đêm đó rồi dục cái gối đâu có làm ăn gì không? Không. Dạ không. Đâu làm gì được, đâu đụng được em. Trời đất ơi. Em còn giận quá, đâu đụng được em, ôm em xô ra. Một tuần sau chịu hết nổi, chạy xuống. Thuyết phục lại cổ bằng cách nào? Ra quán cà phê ngồi. Thì ngồi năn nỉ hoài vậy đó. Từ quyết là em không chịu. Ngồi khóc, ngồi gục xuống đường khóc như nít vậy đó. Em kêu thôi không mấy anh đứng lên đi. Không, anh không đứng. Thôi anh đứng lên đi, kỳ lắm. Bây giờ anh đứng em bé cũng chia tay anh không. Anh đứng lên bé không chia tay rồi quên. Trời ơi, vậy là nước mắt đàn ông không rơi từng giọt. Cái chiêu nước mắt nó cũng hay quá ha. Rồi gia đình thì sao? Dạ gia đình em thì không có ủng hộ. Là mới lúc đầu là không ủng hộ á chị? Không ủng hộ, dạ, lý do? Lúc đầu. Tại sợ nói là em không thấy á, không có lo được gì cho người ta, rồi về phải làm dâu, làm vợ, làm mẹ nữa. Sợ con khổ rồi mẹ không cho, cha cũng không cho ở nhà em. Tất cả mọi người được cấm em không cho quen con trai. Rồi lên cũng ba mẹ em lên gặp ảnh cũng không cho quen luôn. Khi ba mẹ về thì cũng lén quen. Mẹ ảnh cũng không chịu em. Ủa gia đình em tại sao không chịu cổ luôn? Gia đình em cũng kiếm là kiếm cho em một người vợ thấy đường bình thường á, để gì lo cho em rồi cho mẹ rồi nữa. Và thấy ảnh thương quá, hai bên ba mẹ cũng từ từ cũng dịu đi, và bây giờ không chịu. Lần đó mẹ ảnh kêu dắt em về chơi, em thì không thấy mà ảnh về trước, em đi với chị bạn đi theo sau. Ảnh đi vô cái mẹ ảnh đứng một bên, cái người đối diện với em phải lên tiếng em mới biết là đang ở đâu. Đúng em rồi. Mới chào đúng được rồi. À, mẹ ảnh đứng bên em chào một bên. Mẹ mà có coi lại thì chắc mẹ cũng mắc cười. À mẹ đứng bên này mẹ không lên tiếng, em chào cúi đầu. Phải chào nghe bên kia. Chào bên khác. Nghe biết được.
Mà quen nhau cũng 5 năm rồi thì các bạn biết hết tính xấu của nhau chưa? Có cái điều gì các bạn muốn hai bên thay đổi không? Cũng không có gì nhiều điều xấu lắm. Chỉ có cái là hơi ghen em hơi nhiều, với lại người ta chọc cũng không biết. Em thì không thấy, đi ra ngoài thì phải có người nắm tay. Mấy anh làm chung cơ quan có gì thì dắt em đi á. Anh kêu sao bé để cho người ta dắt, nó thì dắt đi thôi mà đâu có sao đâu. Nó dắt đi nắm trên cổ tay được thì nắm trên mặt, nó nắm với bàn tay vậy cũng ghen. Mấy anh chọc cũng dễ ghen. Thế còn bạn gái của mình có tật xấu gì không Phong? Con cái im, có chuyện gì im không chịu nói. Em thì hay im lặng. Để dồn lại chừng nào nhiều cái nào xả lần một. Trở tay không kịp phải không? Dạ. Thì bây giờ hai bạn nắm tay nhau nói với nhau đi cái điều mình mong muốn mình kia thay đổi. Mình mong muốn bé thay đổi gì? Anh thì muốn bé mốt là có gì nói cho anh nghe, đừng có im vậy anh không biết. Ừ, bé hứa, nhưng mà bé cũng có cái mong anh thay đổi là anh phải giữ cái sức khỏe của mình. Chính xác là phải giữ đôi mắt của mình, tại vì đôi mắt của anh là ánh sáng của bé mà. Đôi mắt của anh là ánh sáng của bé mà. Người là ánh sáng của đời tôi. Anh mà để không thấy đường thì sau này anh phải lo cho con và lo cho bé nữa. Đừng để sau này mà con hỏi mẹ ơi cái này màu gì thì bé còn biết là con ơi con đi hỏi ba chứ ba không thấy thì tội cho con mình lắm. Bé chỉ mong như vậy thôi. Mắt của em là còn có khả năng điều trị gì nữa không Phong? Dạ không. Hay bác sĩ có nói nó có nguy cơ gì giảm không mà vợ em nói vậy? Tại vì chắc em ưa coi điện thoại á chị. Ồ. Anh coi điện thoại thường. Nói chung mình phải dưỡng đúng không? Thì mới giữ được đúng không? Chị thấy là hai bạn đến với nhau là cũng đúng rồi, hợp lý rồi. Mình cùng cái hoàn cảnh mình hiểu được, mình chia sẻ, mình thông cảm với nhau. Như những người bình thường người ta thương nhau một thì hai bạn phải thương nhau 10. Hai bạn phải đủ cái nghị lực mới vượt qua được cái sóng gió trong cái cuộc sống ở phía trước nó còn rất là nhiều. Trước tiên là mình phải yêu thương nhau thật lòng. Em là điểm tựa của cô ấy, là đôi mắt là ánh sáng của cô ấy nữa. Nên là em là cái người trụ cột trong gia đình. Thì em phải cố gắng nhiều hơn nha Phong nha. Cái những cái ghen tuông vớ vẩn thì tại vì vợ em cũng mong manh như vậy và cũng không thấy đường thì có người giúp đỡ thì em phải mừng chứ. Sau này còn công việc nữa, em còn lo đủ thứ đâu phải lúc nào em cũng bên cạnh đưa cổ đi tới đi lui được đâu. Thì phải tin vào vợ mình. Em cảm ơn chị. Hai bạn cố gắng ha, giữ gìn sức khỏe ha. Rồi đã đám cưới, rồi chúc cho hai bạn là có những đứa con thật là khỏe mạnh. Rồi đứa những đứa con sẽ làm đôi mắt cho hai bạn. Cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Anh, bé có quà tặng cho anh. Rồi, bé có quà tặng cho chị. Anh ha. Đây, chị sẽ lấy giùm cho. Đây là quà của bé đã chuẩn bị sẵn. Anh tặng anh mở ra đi. Wow, cái áo. Mà bé cũng mong là sau này trong thời gian mà mình sống chung thì anh có thể nhường bé chút, bé cũng thể nhường anh một tí để cái hạnh phúc của mình nó trọn vẹn hơn. Anh cũng muốn quà tặng bé. Anh cũng không có gì hơn gửi tặng bé một bài hát. Tình cờ anh gặp em trong vườn hoa đêm trăng rằm. Trộm nhìn em thật lâu anh ngẩn ngơ em biết chăng. Người như đóa hoa hồng, em cười như những nụ hồng. Đã làm cho lòng anh kể từ đây biết nhớ mong. Nhìn em yêu hồn nhiên như nàng tiên giang trần. Lòng thầm mong ngày sau anh và em sẽ sánh duyên. Tình ta mãi lưu truyền, ôi nàng tiên quá dịu hiền. Của đời anh người ơi, anh ước mong có vậy thôi. Tình mình như đôi uyên ương người ơi, em là tiên nữ trong đời. Mình cùng ước sẽ mãi mãi bên nhau mà thôi. Chọn đời chẳng tiếc nuối, dù cho nhân thế đôi rời. Dù bao tố cũng chẳng cách chia, người ơi. Và rồi đêm đêm anh mơ về em, anh đã mơ thấy em cười. Nụ cười đó đã khiến trái tim anh ngẩn ngơ. Lòng thầm hứa sẽ mãi cùng em đi đến chân trời. Ngàn tình yêu anh sẽ trao riêng mình em thôi. Chắc là lâu lắm rồi mới có cái số mà cả Bảo với lại chị Tường đều không có giữ được cảm xúc của mình thế này. Hai bạn là một cái minh chứng rất là rõ cho cái việc là tình yêu là cái điều mà tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Hai bạn đến được với nhau, đó là duyên. Rồi hai bạn sẽ còn cả một cái chặng đường rất dài phía trước với nhau nữa. Chắc chắn sẽ còn rất nhiều khó khăn. Bảo tin rằng ông trời có lấy đi của các bạn một cái điều gì đó.
thì sẽ trả lại cho các bạn một cái niềm hạnh phúc lớn lao, đó là hai bạn đã thuộc về nhau. Cố gắng nha. Em còn món quà nữa muốn tặng bằng bạn gái nữa. Con nữa. Cái gì vậy? Bạn Nam, em tự mua hay là em nhờ ai mua quà này? Dạ, em tự mua. Em tự mua? Dạ. Tự đi lựa luôn? Tự đi lựa. Em cũng nghĩ là anh sẽ tặng những món quà này cho em. Em rất là bất ngờ. Xin mời hai bạn. Rồi, 1, 2, 3. Và hai bạn đã dành cho mình là một bình sữa thần thánh của chương trình Yêu Là Cưới. Chắc là lấy nhau là có em bé luôn rồi đó. Dạ. Chúc mừng hai bạn nha. Dạ. Và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Chúc quý vị có một tuần vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.